Vâng, và xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Lorem Audio. Ngày hôm nay thì bên em cũng có nhận được một đơn hàng gửi cho anh Ninh ở 490 Lý Thường Kiệt, cửa ông Quảng Ninh. Và cái cấu hình ngày hôm nay anh Ninh có đặt cho cửa Lorem Audio là một cặp loa WeWord G4000 và một chiếc đẩy X7 DAC. Đối với cái một cái combo này thì là bên em có tặng cho anh Ninh là một bộ mic khuyến mãi, nhưng anh không thích thì bây giờ anh có đổi sang phiên bản WeWord VK321. Và đối với các bác khách hàng mà cũng có cái nguyện vọng muốn đổi mic sang phiên bản VK321 thì có thể cắt thêm cho bên em 2 triệu đồng. Phiên bản này thì bên em đang bán ra là 3 triệu và bên em sẽ chiết khấu đi 1 triệu bộ mic cũ. Mic cũ là một em tặng cho các bác rồi thì em sẽ trừ đi 1 triệu. Và tổng cái bộ cấu hình này của anh là 19 triệu và trừ đi 1 triệu còn 18 triệu. Đối với WeWord G4000 thì như chúng ta đã biết là trong rất nhiều những video của Lorem Audio cũng có đó đưa lên cho chúng ta thấy được rất là nhiều những cái bản test rồi những cái video review giới thiệu về sản phẩm, thì đây là một trong những cái dòng loa cây phổ biến, phổ cập và được rất là nhiều các bác tin dùng. Được thiết kế rất là nhiều loa trên một thùng, một loa bát lớn, một loa trung 20, bát 30 trung 20, một trung 16, 3 xem giấy và 1 xem kèn, và tổng cộng có tới 7 chiếc loa lớn bé ở trên thùng. Chắc chắn rồi, thì như vậy thì nó sẽ đem lại cho chúng ta được một chất âm nó chi tiết hơn, phong cách hơn, nó sẽ chia đều âm thanh ra các giải tần số lên các loa. Chính vì vậy mỗi loa nó sẽ đảm nhiệm một giải tần số nhất định, chính vì vậy nó sẽ đem lại cho chúng ta được nhiều hơn cái sự chi tiết và cái độ bền tuổi thọ của loa, cũng như là mạch phân tần nó cũng cao hơn rất là nhiều. Và phiên bản này thì có thể chơi tốt trong những khoảng không gian từ 30m² cho đến 50m², chúng ta có thể chơi tốt, hát tốt. Và đi kèm với thiết bị cặp loa này là thiết bị X7 DAC, là một dòng đẩy liền vang bên em cũng đã đưa ra thị trường cực kỳ lâu, và nó đã đem lại cho chúng ta được một cái sản phẩm đa di năng mà giá thành rất là rẻ, chỉ với 7 triệu đồng chúng ta sẽ có được một chiếc đẩy vừa là đẩy công suất, vừa có thể căn chỉnh các tín hiệu, tinh chỉnh rất là hay, vừa có những cái chế độ như là loudness, rồi Bluetooth USB, rồi có thể chơi được nhạc qua USB, rồi cổng quang, có rất là nhiều những cổng vào, đầu vào. Và trên con này nhá, con này là một sản phẩm mà giúp chúng ta có thể cắt tiếng trầm rất là tốt. Nó có cả chiếc áp chỉnh tần số của loa siêu trầm ở phía sau, và công suất có thể đạt mắc là 1000W một kênh, con này 2 kênh. Chính vì vậy hai đôi loa WeWord G4000 như này nó vẫn có thể chơi tốt được các bạn. Và ngay sau đây thì em xin phép được đi vào test nhà cũng như là hát karaoke để gửi cho anh Ninh, để chúng ta anh có một cái sự yên tâm hơn về cái sản phẩm khi anh đặt hàng của Lorem Audio. Thay mặt cho anh em đội ngũ của Lorem Audio, xin cảm ơn anh Ninh rất là nhiều trong thời gian dịch bệnh như vậy, mà cũng đã có ủng hộ Lorem một khoản tiền 18 triệu đồng. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe nhạc cũng như là nghe một đoạn karaoke để chúng ta thấy được cái sự thể hiện của các thiết bị mà bên em đã đưa lên, đăng lên cũng như là giới thiệu và bán cho các bác. Đêm này cho tròn tình yêu thương, đẹp tình quê hương, mai tôi về chúng mình đôi đường. Giờ phút phân kỳ ai lên đường ai vẫn vương. Mình thương, thương nhau trong đời, thương nhau trong lời yêu nước Việt mà thôi. Xin nhớ
Alo 1 2. Hồi đã xanh xao bao nhiêu tuổi đời, hồi gió phiêu du qua bao đỉnh trời, hồi những đêm sâu đèn vàng héo hắt, ái ẩn bây giờ là nước mắt, quê hồn một thoáng như mong manh. Lạc đàn xoài cánh cô đơn bay trong chiều vàng, và ước mơ sao trời đừng báo tố để yêu đương càng nhiều gắn bó, tháng ngày là men say nguồn thơ. Kỷ niệm gì vang, em nhớ gì không em ơi? Màu áo tiếng anh thơ ấy ngày nào chìm khuất trong mưa mưa bay giạt rào, đọng lá thư xưa một trời luyến tiếc, nhớ môi em và màu mắt biếc, xuôi hẹn hò trăng xanh đầu non. Vâng ạ, rất là tuyệt vời. Đây là những cái tín hiệu âm nhạc cũng như là lời ca tiếng hát được thể hiện qua một cặp loa Beowulf G4000 kết hợp cùng chiếc đẩy 7DAC và một bộ mic không dây VK321. Và đây là cấu hình dành cho anh Ninh ở cửa âm của mình. Rất là cảm ơn những cái tình cảm của anh Ninh cũng như là các bác khách hàng đã luôn luôn ủng hộ Loren Audio, và bên em sẽ có nhiều hơn nữa những cái sản phẩm hay, những sản phẩm chất lượng để đưa ra thị trường, có nhiều thêm những cái sự lựa chọn cho các bác phục vụ cái thú vui, những cái thú vui sưu tầm âm thanh cũng như là chơi âm thanh. Xin cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều. Nếu như các bác có nhu cầu thì hãy nhấc máy và gọi điện cho Loren Audio theo hai số điện thoại hotline em để phía dưới màn hình, hoặc chúng ta có thể qua trực tiếp cửa hàng bên em 133 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội. Chúng ta sẽ cùng nghe test trải nghiệm thực tế. Xin cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều.